dài và không quan trọng tính thanh khoản sẽ là những cái điều kiện rất tiên quyết để bạn có thể mua được MG5. Vì quả thật là với một nhãn hiệu lạ thì đó là những điều mà người Việt Nam sẽ lo sợ. Và với tôi thì có lẽ là cái điểm cộng lớn nhất của nó chính là việc nó có thiết kế quá đẹp mắt so với cái tầm tiền đó. Còn nếu mà bạn so sánh với chiếc Honda City thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải đề cập tới một số yếu tố như sau. Đầu tiên thì tôi cho rằng cả hai mẫu xe này đều ổn thôi, nhưng hàng ghế thứ hai của Honda City ngồi thoải mái hơn khá nhiều. Chiếc MG5 thì không phải là chật nhưng nó có bộ ghế rất to nên không hiểu sao mà ngồi bên trong thì nó bí hơn City hẳn. Sau đó là về mặt sức máy và cảm giác cầm lái nói chung thì Honda City là vượt trội rồi, không cần phải bàn cãi. Chiếc MG5 thì cũng ổn thôi nhưng mà không thể nào mang lại cái cảm xúc vui vẻ như của Honda City được. Về phần trang bị thì hai mẫu xe này cũng sẽ không có quá nhiều điểm để chênh lệch đâu, nhưng mà để gọi là so kè bẻ măng ra thì MG5 lại cũng hơn một chút xíu. Cuối cùng thì rõ ràng là hệ thống đại lý và cái thương hiệu lâu đời của Honda xứng đáng được nhắc tới ở đây.